Hello, chào anh em á, chào mừng anh em đến với Cui Biển Xanh. Thì nhiều anh em hỏi là bên mình á, là cái dòng Kimmer mà mình đang chạy trong cái bộ 30 hộp này á, nó là dòng Kimmer nào? Và mà nó được cấu tạo ở bên ngoài cái hệ thống nước. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi nói về chi tiết về cái dòng Kimmer này cho anh em xem. Thì đây là một trong những dòng Kimmer được tối ưu hiện tại nhất của bên kỹ thuật mình. Thì sau cái dòng này thì mình sẽ lên một cái dòng gọi là cao cấp hơn, đó là dòng có khả năng xử lý được nước ngọt luôn á anh em. Thì mình cũng đang nghiên cứu. Thì dòng này là dòng phiên bản thứ hai dòng trong dòng Kimmer. Thì những cái dòng trước mình cung cấp cho anh em á thì nó cũng là một dòng gần như là phổ thông trên thị trường rồi. Nó là dòng Kimmer đa năng, tức là anh em chỉ việc bỏ vô trong nước và anh em chỉ việc cắm điện và chạy thôi, không cần phải đi ống các kiểu. Thì nó rất là đơn giản. Nhưng cái dòng TC này thì nó khác hơn, nó phải được đấu và đi ống một cách hợp lý, còn không là nó sẽ không hoạt động được. Thì mình sẽ phân biệt cho anh em giữa ba dòng Kimmer bên mình đang sản xuất ở ba cấp độ khác nhau. Thì dòng cung cấp cho anh em thường đó là dòng DC, như con này DC6. DC6 là chữ D là viết tắt có chữ đơn, có nghĩa là nó cái máy bơm nó sẽ hút trực tiếp từ nước môi trường vô và đẩy thẳng ra ống xả, thì đi lên một chiều vậy thì mình kêu là đơn. Còn chữ C là công suất. Còn cái dòng này là dòng TC6, thì cái chữ T đầu tiên nó là viết tắt chữ tuần hoàn, còn chữ C là chữ công suất. Còn một cái dòng lớn hơn bên mình đang thực nghiệm đó là dòng NC6, có nghe chạy nước ngọt thì dòng đó là chưa. Thì cái dòng TC6 này nó khác nhau ở dòng DC ở chỗ nào? Một cái điểm khác đầu tiên á, là nó nằm ở ngoài, nó không cần phải đấu trực tiếp vô trong cái bồn hay là cái bể chứa gì hết. Cái ưu điểm thứ hai là nó lọc cực mịn luôn, tức là nó sẽ tính theo cái công suất của cái máy bơm đang chạy, chứ nó không tính theo cái công suất nước đi qua cái Kimmer này. Thế thì như cái con này là TC6 thì cái máy bơm này nó chạy 3 khối một giờ, thậm chí nó có khả năng chạy 4-5 khối bình thường. Anh em cấp nước 3 khối vô đây thì nó rút ra 3 khối và nó đẩy vô liên tục. Trong một tiếng hồi nó chạy 3 khối mà chạy cực kỳ nhanh, tức là cái công suất nó lên hàng chục khối lắm. Có nghĩa là nó cứ rút đẩy vô rút ra, đẩy vô rút ra liên tục như vậy á, nó gọi là tuần hoàn. Như vậy thì làm cho cái khả năng xử lý nhớt, xử lý cặn bùn hay là protein của con này gần như là rất là sạch. Anh em thấy nước của nó cực kỳ là đen luôn. Thứ hai, bọt nó xử lý cực kỳ mịn, tại vì trong một chu trình nó xử lý rất nhiều lần, khi nước chảy qua đây nó xử lý rất là nhiều lần rồi nó mới trả về cái bồn sẵn sàng, cho nên cái con này xử lý rất là tốt. Vì mà xử lý quá mịn như vậy, có nghĩa là làm quá kỹ vậy, thì cho nên là nó sẽ không hao nước ở trong cái con Kimmer này thoát ra gần như rất là ít. Còn những dòng DC thì nó xử lý rất nhanh, cho nên là việc mà nó sẽ đẩy nước ra nhiều hơn, đó là chuyện theo cái cấu tạo của máy thôi. Những cái con kia thì cần có tốc độ xử lý nhanh, thì mình những cái môi trường mà mình cần phải xử lý nước nhanh đó thì ok, con DC rất tốt. Còn con TC này cần phải xử lý nước mịn chậm và rất mịn, thì do cấu tạo thôi. Thì cái con TC này á, nó cũng có rất là nhiều phiên bản, nhưng mà TC6, TC9, 12 và 25 giống hệt như dòng DC, thì giá nó cũng có thể cao hơn chút đỉnh do cấu tạo nó phức tạp hơn. Còn việc đấu nối nó thì nó cũng rất là dễ, nhưng mà mình sẽ đấu nối á, thì đương nhiên á, là cái ống gần thân nhất á, là cái ống nước vô, và cái ống có cái trụ bên hông này á, là cái hệ thống nước ra. Thì anh em bố trí làm sao cái mực nước á, con Kimmer á, là nó sẽ cao hơn cái ống này, có nghĩa là cao này thì nó lên tới đây ha, hoặc lên tới đây cũng được, tùy. Cái đó không quan trọng, quan trọng mực nước mình nó bằng, đừng có vượt qua cầu cái cốc này là được, tại vì nó rút ra đẩy vô nhiều lần cho nên là không ảnh hưởng gì đến con Kimmer đặt cao đặt thấp. Miễn sao mực nước mình khoảng cỡ cao cỡ chừng này của con Kimmer là ok. Và thứ hai, con này chạy rất là im, nó không có nghe tiếng ồn như là con dòng TC, dòng DC bình thường. Về nhưng mà nó có một cái nhược điểm là nó bảo dưỡng cực kỳ khó nha anh em, tại vì nó được đấu thẳng vào hệ thống nước chảy, cho nên mà khi mà chúng ta muốn bảo dưỡng nó thì chúng ta phải ngăn những dòng nước chảy lại, đừng cho nước
khi mà mình rút con kimer ra thì nước sẽ chảy bỏ ra ngoài nha, cho nên là mình phải ngăn lại. Mình sẽ chế, mình gắn những cái van ở hai đầu con kimer để khi mình bảo dưỡng kimer mình phá qua lại. Thứ hai nữa là cái con này á, là do máy bơm nó rút nước trong, cho nên là mình hạn chế tối đa việc mà để cho gác hay là những cái hạt kimer á, cái hạt canet á, nó vô thân kimer. Vì như thế thì nó sẽ đẩy, nó làm cài nát cái hệ thống ở trong đây luôn. Tại nó rút ra đẩy vô liên tục, thậm chí nó bị bể cánh các kiểu. Cho nên nó trước cái con kimer này thì thường á, mình sẽ bố trí cho nó gì ạ? Một cái tấm lưới ha. Này thấy tấm lưới nào? Tấm lưới này là để chặn ba cái gác đồ mà cho về cái con kimer. Đấy. Ok, thì nhìn chung cái con kimer này thì nó cũng là một trong những dòng kimer khá là cải tiến của bên mình, và mình cũng đang tiến hành thương mại cái dòng này. Thì nếu anh em nào có nhu cầu sử dụng dòng kimer dòng TC, tức là dòng tuần hoàn, thì alo bên bộ phận kỹ thuật, bộ phận bán hàng, thì bên mình sẽ lắp ráp cho anh em dòng này. Thì sau dòng này thì bên mình đã sẽ lên cái dòng NC, tức là dòng có khả năng chạy được nước ngọt luôn, để phục vụ cho một số anh em nuôi thủy sản mà nước ngọt. Ok, bye bye chào anh em á. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và share và subscribe ủng hộ cho bên kỹ thuật Cua Biển Xanh nha. Bye bye.